Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây, hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Xin chào các bạn khán giả thông thái của kênh Tin Mới. Tôi trở lại rồi đây ạ. Rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Các bạn khán giả thân mến, từ khi bắt đầu được Nga khởi xướng vào năm 2014 cho đến nay, hội thao quân sự quốc tế Army Game hay còn được gọi là Thế vận hội chiến tranh đã có hơn 30 quốc gia tham gia tranh tài, với nhiều nội dung thi đấu để giành vị trí danh dự về thành tích trong thể thao quân sự. Trong đó, sôi nổi nhất phải kể đến cuộc xe tăng hành tiến. Đây là hạng mục thi luôn được khán giả trong nước hóng chờ nhất, vì năm nào cũng có những màn bất ngờ đến từ xe chiến của các cường quốc. Và đúng như dự kiến, Army Game 2021 vừa diễn ra cách đây ít hôm thì hạng mục xe tăng hành tiến lại khiến cho người xem một phen té ngửa, vì đội tuyển tăng của ông bạn láng giềng Trung Quốc lại tấu hài khi vừa chạy được vài vòng thì một bánh xe đột nhiên rơi ra lăn lông lốc trên đường. Phải nói rằng, sự việc này đã làm cho không ít khán giả theo dõi cuộc thi cười không nhặt được miệng. Tuy nhiên, điều bất ngờ là đây không phải là lần đầu tiên xe tăng của đội Tập Cận Bình gặp sự cố đặc biệt này. Nếu như dở lại lịch sử của các kỳ Army Game trước, các bạn sẽ thấy hầu như năm nào xe tăng của ông Trung Quốc cũng rụng bánh hoặc chết máy bất thình lình trên đường đua. Điều này đã khiến cho không ít người phải đặt câu hỏi liệu đây có phải là một sự cố hay không? Liệu có phải chất lượng tăng của Trung Quốc quá kém đến mức rơi bánh, chết máy liên tục không? Hay đây chỉ là một màn phô diễn kỳ quái trong âm mưu nào đó của quân đội Bắc Kinh? Với một quốc gia thâm niên về độ thâm hiểm thì khả năng này rất có thể sẽ xảy ra lắm chứ ạ? Các bạn hãy cùng Tin Mới lật tẩy chiêu trò của ông láng giềng Trung Quốc trong sự cố này nhé! Các bạn thân mến, nhìn lại sự kiện Hội thao quân sự quốc tế Army Game 2021 vừa diễn ra, trong lượt trận tranh vị trí và chung kết, đội tuyển tăng của Trung Quốc thi đấu vô cùng tập trung, mục tiêu là vượt đội tăng của Nga để giành vé vào vòng trong. Tuy nhiên, khi đang dẫn trước đội chủ nhà ở khoảng cách hơn một chút thì chiếc xe tăng Type 96B của Trung Quốc bất ngờ gặp sự cố. Một chiếc bánh chịu lực của nó bị văng ra khỏi trục, khiến tổ lái phải dừng xe tăng lại và đổi xe mới có thể tiếp tục thi đấu. Sự cố này đã khiến đoàn Trung Quốc bị tụt hạng và đoàn tăng của Nga đã vượt lên giành chiến thắng chung cuộc. Sau một trận cười nghi ngả, đa số khán giả trên thế giới đều bày tỏ sự đáng tiếc cho quân đội Trung Quốc khi gặp vận đen ở giải đấu. Nếu như không có sự cố này thì có lẽ đội tăng của Bắc Kinh có khi đã vượt cả đội chủ nhà được vươn lên đứng vị trí thứ nhất rồi. Tuy nhiên, sau khi lục lại lịch sử sự kiện thì nhiều người mới té ngửa. Hóa ra ông này rụng bánh và gặp sự cố lăn đùng ra giữa đường đua đã trở thành nghi lễ truyền thống, chứ không phải lần đầu tiên như vậy. Cụ thể là vào năm 2020, trong vòng thi đấu thứ 2 trận bán kết thứ nhất của bảng, một chiếc xe Type 96 số 707 của đội Trung Quốc đang chạy ngon thì phải dừng lại sau sự cố kỹ thuật. Tuy nhiên, lãnh đạo đội Trung Quốc đã đưa ra quy định rất nhanh và việc đưa xe dự bị vào thay thế không mất quá nhiều thời gian. Nhưng cũng bởi vậy mà tại vòng này, họ đã bị tụt lại sau Belarus hơn một phút. Tại giải đua Tang Biathlon 2018 trong khuôn khổ Army Game 2018, Trung Quốc vẫn mang chiếc xe tăng dòng Type 96B, cây nhà lá vườn đi thi sau khi xuất sắc hạ gục 3 bia số 12 bằng pháo bắn ngang trong hành tiến. Chiếc Type 296B nhanh chóng tăng tốc độ. Tuy nhiên, cả khối sắt khổng lồ nặng hơn 42 tấn của ông Trung Quốc bất ngờ khựng lại và nằm chết dí giữa đường đua, khiến cho các chiến thuật gia Trung Quốc cùng trọng tài chính ở trên đài chỉ huy không biết phải làm thế nào. Sau đó, Trung Quốc phải mang chiếc xe tăng dự bị thay thế để kíp lái tiếp tục thi đấu, còn con xe tự dưng chết máy phải nằm chờ cầu đến để cầu mang về. Vào năm 2016, giải đua Tang Biathlon tổ chức trên thao trường Alabino của Nga, đội Trung Quốc cũng sử dụng chiếc xe tăng Type 96B nội địa mang số hiệu 109 để thi đấu. Khi đang thực hiện bài thi vượt chướng ngại vật sống trâu, thì một bánh chịu lực bên phải chiếc xe tăng này cũng tự dưng rơi ra ngoài và văng xuống đường đua, kịch bản y như ở cuộc thi năm nay. Tuy nhiên, năm đó đội tăng của Bắc Kinh không thay xe mà vẫn tiếp tục thi đấu, còn tăng bánh còn bánh mất để thực hiện tiếp bài thi bắn trong hành tiến mục tiêu số 12, xe tăng với 2 trên 3 bia bị hạ chạy phạt một vòng 500m và cố lết được tới đích khi mới chuyển sang xe khác để tiếp tục thi đấu các hạng mục còn lại. Chưa hết đâu ạ, vào năm 2014, cũng ở giải thi đấu này, ngay trong ngày thi đấu đầu tiên,
Còn xa thế Thai 96A số hiệu 809 của Trung Quốc đã gặp sự cố sau khi xuất phát chưa được bao lâu. Phần thi chỉ được tiếp tục khi đội Trung Quốc thay thế bằng chiếc Thai 96A dự phòng. Xem đến đây, hẳn các bạn có chung một thắc mắc, thế quái nào sự cố của tăng chiến Bắc Kinh cứ lặp đi lặp lại hết năm này qua năm khác vậy nhỉ? Nếu nói là sự cố hy hữu thì cùng lắm diễn ra ở lần thứ hai là người ta phải rút kinh nghiệm, đừng để quá tam ba bận rồi chứ. Đằng này có mỗi một cái lỗi mà lặp lại đến 4 lần thì thật đúng là không bình thường. Trong tình huống này chỉ có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất là chất lượng xe tăng của Trung Quốc quá lởm và thứ hai Trung Quốc diễn trò để che đậy một âm mưu nào đó. Ở trường hợp thứ nhất, xe tăng Trung Quốc quá lởm, điều này cũng rất có khả năng các bạn ạ. Thực tế thì ông bạn láng giềng Trung Quốc của chúng ta từ trước đến nay vẫn mang tiếng là xứ sở của hàng lởm, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Và đương nhiên thì các chiến xa hay vũ khí quân sự cũng không tránh khỏi tiếng tăm này. Trung Quốc luôn tự hào là quốc gia sản xuất vũ khí quân sự lớn nhất nhì thế giới và có khả năng cung cấp vũ khí và làm giàu nhờ bán vũ khí cho các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước nghèo. Tuy nhiên thì các bạn còn nhớ sự kiện Thái Lan mua 20 chiếc tăng của Trung Quốc phục vụ trong quân đội, nhưng sau đó xe xuống cấp nhanh, không có phụ tùng thay thế. Họ chỉ còn cách lẳng 20 chiếc xe tăng made in Tập Cận Bình xuống biển làm bãi san hô nhân tạo và thay thế vào đó là các cỗ tăng đời mới của Mỹ. Trở lại với chiếc chiến Thai 96B, dòng xe tăng được coi là niềm tự hào mà Bắc Kinh mang đi thi để hết năm này đến năm khác nhưng liên tục chết máy và rụng bánh. Thai 96 là xe tăng chủ lực thế hệ 2 được Trung Quốc đưa vào biên chế năm 1997. Trung Quốc lần đầu tham gia giải đua xe tăng Tank Biathlon vào năm 2014 với biến thể Thai 96A để cạnh tranh với dòng T-72B3 của Nga, giành được vị trí thứ 3 trong cuộc. Biến thể Thai 96B chưa được đưa vào biên chế quân đội Trung Quốc được cho ra đời để chuyên thi đấu tại Tank Biathlon. Biến thể này được nâng cấp toàn diện với động cơ và hộp số cải tiến, pháo và hệ thống điều khiển hỏa lực mới cùng khung thân, hệ thống treo thông khí, thiết bị liên lạc và máy tính hiện đại hơn các phiên bản trước đó. Năm nay, với con chiến xạ này, Trung Quốc đã cẩn thận tới mức thực hiện đến 100 chi tiết cải tiến trên nền xe cũ, hay dân chơi thường gọi là độ xế để mang đi thi đấu. Theo đó, phiên bản xe tăng Thai 96B năm nay được Trung Quốc thu nhỏ khoang chứa ở hai cạnh tháp pháo, giúp nó hẹp hơn và khó va chạm với chướng ngại vật trong các phần thi, hạn chế tác động đến kết quả thi đấu. Ngoài ra, nắp phát pháo còn được lắp thiết bị thoát khói, giúp đẩy khí carbon monoxide ra khỏi xe nhanh hơn và hạn chế nguy cơ nhiễm độc cho tổ lái. Một chi tiết khác là kính toàn cảnh của trường xe cũng được nâng cấp để giúp tổ lái có góc nhìn rộng hơn, cải thiện khả năng quan sát và phát hiện mục tiêu. Thông số cơ động của Thai 96B không được công bố, nhưng dường như nó đạt công suất 1.200 mã lực, cho phép xe đạt tốc độ 65-74 km/h. So với động cơ 1130 mã lực trên phiên bản T-72B3 của Nga. Các bạn ạ, từ trước đến nay Trung Quốc còn biết đến là một trong những quốc gia đứng đầu trong việc đầu tư cho lĩnh vực quân sự nói chung. Trung Quốc hiện nay duy trì quân đội thường trực lớn nhất thế giới với 2.285.000 quân chính quy. Trung Quốc cũng là nước có lực lượng xe tăng lớn nhất nhì thế giới. Thời kỳ đỉnh cao, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã có tới khoảng 10.000 xe tăng, sau đó giảm dần. Đến năm 2010-2012 thì chỉ còn khoảng 7.000 đến 8.000 xe tăng. Số xe tăng Trung Quốc đều cũ, sản xuất theo mẫu xe tăng Liên Xô T-54A dần bị loại bỏ, nhưng vẫn chiếm 1/2 tổng số xe tăng trong giai đoạn này. Sự thiếu hụt được thay thế bằng xe tăng thế hệ 3 như Thai 88, Thai 96 và Thai 99. Đây đều là các xe tăng do Trung Quốc tự thiết kế và chế tạo. Ngoài ra, quân đội Trung Quốc cũng nâng cấp số xe tăng Thai 59, Thai 69 còn lại với những công nghệ mới, bao gồm hệ thống liên lạc và điều khiển hỏa lực, cải tiến thiết bị nhìn đêm, giáp phản ứng nổ, động cơ và tên lửa chống tăng bắn bằng pháo chính, khiến cho chúng có thể tiếp tục phục vụ nhiều năm nữa. Quân đội Trung Quốc cũng có khoảng 2.000 xe tăng hạng nhẹ kiểu Thai 62 và xe tăng bơi nước Thai 63. Loại Thai 63 được nâng cấp đặc biệt với hỏa lực được máy tính hóa, trang bị tên lửa chống tăng, thiết bị tác chiến đêm, hệ thống định vị bằng vệ tinh và nâng công suất động cơ. Loại xe tăng hạng nhẹ kiểu mới là Thai 515, bắt đầu sản xuất từ năm 2015. Về tổng thể, Trung Quốc có một lực lượng xe tăng rất hùng hậu với mục đích khuếch trương sức mạnh, đồng thời quảng bá sản phẩm của mình. Bắc Kinh rất tích cực tham gia giải đấu Tank Biathlon.
Các bạn thân mến, nếu như Bắc Kinh đã đầu tư hết sức cẩn thận cho quân đội và đặc biệt là lực lượng tăng thiết giáp như vậy, thì việc xe tăng Trung Quốc tham gia giải đấu rồi rụng bánh hay chết máy do hàng lởm có vẻ như không hợp lý cho lắm. Nếu như vậy thì việc rụng bánh và chết máy liên tiếp của các năm chắc chắn phải có lý do gì đó. Theo một chuyên gia quân sự giấu tên của Trung Quốc viết, việc tham gia giải đấu này giúp Trung Quốc xác định được các phương án nâng cấp cũng như mang đến cơ hội thử nghiệm thực tế cho nhiều công nghệ trên xe tăng. Kinh nghiệm từ cuộc thi này cũng có thể ứng dụng vào quá trình phát triển vũ khí trang bị cho Trung Quốc trong tương lai. Nếu như vậy thì cũng có thể Trung Quốc coi các giải đấu Army Game chỉ là một cuộc thử nghiệm thực địa quy mô lớn cho các cải tiến trên dàn xe tăng của mình. Họ chấp nhận mọi sự cố rủi ro để tìm ra chìa khóa giúp tăng của mình mạnh hơn để phục vụ trong chiến đấu thật. Cũng có thể các sự cố nằm trong kế hoạch giúp đỡ Bắc Kinh một công đôi việc vừa thử nghiệm xe tăng vừa lè thiên hạ và các đối thủ của mình, khiến các đối thủ chủ quan sơ hở đánh giá thấp lực lượng của họ, để rồi sẽ phải sấp mặt khi họ vào trận thật sự. Tuy nhiên, tất cả những điều trên chỉ là giả thuyết, còn thật sự như thế nào thì chỉ có trời biết, đất biết và Trung Quốc biết mà thôi. Còn các bạn nghĩ Trung Quốc có mưu đồ gì? Hãy cho chúng tôi biết phía dưới comment nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho tin mới sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của kênh Tin Mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.